Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương thứ tư, phần 1. Bí quyết giành thắng lợi. Kính thưa quý vị, năng nhặt thì chặt bị, khéo học hỏi người khác mới có thể xanh có bởi màu lam nhưng lại thắm hơn lam. Người Nhật Bản khéo học hỏi người nước ngoài, nhào nặn nhuần nhuyễn mưu trí phương Đông và phương Tây, rồi dùng vào cuộc chiến tranh thương mại, cho nên có thể ngẩng đầu mạnh bước, tung hoành ngang dọc trên thị trường thế giới. Nhân việc này, chúng ta lấy mưu trí trong Tam Quốc, tổng kết những bài học kinh nghiệm trên thương trường hiện đại, mong có một sự khơi gợi, một sự nhắc nhở cho những nhà doanh nghiệp trẻ mới bước vào thương trường. Một lớn, vững gốc. Kính thưa quý vị, rễ cây rễ cỏ, cắm được sâu thì gốc mới vững, mới chịu được sự vùi dập của gió bão mà đứng vững uy nghi. Cuối đời Đông Hán, tranh giành Trung Nguyên có 18 nước chư hầu, sau phần lớn đều bị tiêu diệt, chỉ còn 3 nước đứng vững. Nguyên nhân chung của nó là khéo làm vững gốc. Ngày nay những người tham gia vào cuộc chiến thương mại, vay mượn kinh nghiệm làm vững gốc trong Tam Quốc sẽ có nhiều điều bổ ích. Hãy thử bàn về ba mặt dưới đây. 1. Phải có rễ sâu, gốc vững, nền tảng để giành thắng lợi. Kính thưa quý vị, ba nước Ngụy, Thục, Ngô có thể đứng vững được non nửa thế kỷ chính vì gốc nó vững. Những ngày đầu khởi sự, Tào Tháo chỉ có một Duyện Châu. Ông ta đã tiếp nhận sách lược rễ sâu gốc vững của Tuân Úc. Trước hết củng cố Duyện Châu, lấy đó làm căn cứ địa, chiêu hiền đãi sĩ, huấn luyện binh mã, chờ thời cơ lần lượt tiêu diệt thế lực đối địch, rồi sau mới xưng hùng được ở phía Bắc. Lưu Bị thì thu nhận Long Trung sách của Gia Cát Lượng, lấy Ích Châu làm căn cứ địa, mới có thể chống cự được với Tào Ngô. Tôn Quyền cũng yên bên trong trước rồi mới chống bên ngoài, khiến cho Đông Ngô nước vững dân yên. Trong lịch sử chiến tranh cổ đại ở Trung Quốc, nói chung lại, phàm thế lực nào rễ sâu gốc vững đều có thể ở thế không chịu thua. Nếu không thường thường vừa bị địch đánh là đã thua liểng xiểng. Sự hưng thịnh của triều Đông Tây Hán, điều mấu chốt là đã có thể rễ sâu gốc vững để trị thiên hạ. Bởi vì Cao Tổ giữ Quan Trung, Quan Vũ chiếm Hà Nội, cho nên có thể tiến thì đủ để thắng địch, thoái đủ để cố thủ. Tuy nhiều lần thua, nhưng về sau lại đủ sức có thể vươn dậy được từ đầu, kiên trì được cuộc chiến tranh đến thắng lợi cuối cùng. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lấy đó làm phép tắc. Trước hãy rễ sâu gốc vững, tức là vây tường cao, tích lương nhiều, chậm xưng vương, dẹp được phía Nam, sau khi đứng vững đôi chân rồi mới tung quân lên mạn Bắc, đánh vào Bắc Kinh với thế chẻ tre, mở đầu cho vương triều nhà Minh. Thế nhưng Hoàng Sào của nhà Đường, Lý Tự Thành của nhà Minh, vân vân, tuy có trong tay cả triệu quân, trước sau cũng đánh bại được vương triều nhà Đường, nhà Minh. Nhưng vì không có rễ sâu gốc vững, tức là không xây dựng được căn cứ địa vững chắc, khi kẻ địch liên hợp được với thế lực bên ngoài để phản công, hễ gặp thất bại là không trở mình gượng dậy được nữa. Đủ thấy, rễ sâu gốc vững đúng là sách lược rất hay để tranh thiên hạ. Vấn đề cần bàn sâu hơn là hàm ý của cái gốc nói ở đây là cái gì? Làm thế nào để cho gốc vững? Điều này có thể từ tình hình khác nhau ở hai thời kỳ trước sau của hai nước Thục Ngô tìm được ra câu trả lời. Ở thời kỳ trước, tức là khoảng thời gian Lưu Bị, Khổng Minh lần lượt trị vì nước Thục và Tôn Quyền thống trị nước Ngô, bởi vì họ đều là những nhà thống trị lỗi lạc, giỏi dùng người, đoàn kết được mọi người, cho nên có thể tụ tập được đông đảo nhân tài giúp sức hiến trí cho họ. Những chính sách họ vạch ra
có thể phản ánh đúng đắn tình hình khách quan, phù hợp nguyện vọng của nhân dân, lòng người hướng theo. Thêm vào đó, nước Thục, núi non hiểm trở, có nhiều quan ải ở dạng một người giữ ải, vạn người khó qua. Cũng như nước Ngô, có thành lũy thiên nhiên là Trường Giang hung dữ, cho nên nước Thục, nước Ngô trở thành một thứ lô cốt phá không vỡ. Thế nhưng đến thời kỳ sau, núi non sông nước hiểm trở vẫn là như thế, nhưng kẻ nắm quyền, nước Thục là tên chúa đần Lưu Thiền, nước Ngô là tên hôn quân Tôn Hạo, đều gần bọn tiểu nhân, xa lánh kẻ hiện tại. Có người giỏi mà không biết dùng, bởi thế mà lòng người ly tán. Núi cao sông hiểm mà không có người coi giữ, thế hiểm trở nên đường quang, địch chỉ bước là qua. Căn cứ vào đó có thể rút ra kết luận, hàm ý của cái gốc đang nói ở đây có ba mặt, tức là nhân tài, nhân tâm và căn cứ địa. Căn cứ địa tuy là một trong những hàm ý quan trọng của gốc, nhưng không phải là nhân tố quyết định, mà nhân tố quyết định là lòng người hướng theo, mà lòng người hướng theo là đông đảo những nhân tài lỗi lạc, tức là có đủ loại người tài để cai quản đất nước. Lưu Bị, Khổng Minh, Tôn Quyền, vì bản thân họ đã là những anh tài, cho nên có thể tổ chức được các loại nhân tài lại, trở thành một tập thể nhân tài lỗi lạc, trị nước, trị quân, có hẳn một phương lược đúng đắn, mới được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, làm cho hai nước Thục Ngô ở thời kỳ trước vững như Âu vàng. Người ta thường nói, được nhân tâm thì được thiên hạ, mà được nhân tâm trước tất sẽ được nhân tài. Được nhân tài mới có thể được nhân tâm, cho nên nói người nào được nhân tài thì được thiên hạ cũng thế. Bởi vậy có thể nói là gốc trong cái gốc. Muốn cho gốc vững, nhân tài quan trọng bậc nhất. Giành thiên hạ cần trước hết có gốc vững. Những cạnh tranh khác trong quan hệ giao tiếp giữa con người cũng cần có gốc vững như thế. Bởi vì cạnh tranh là phải quyết thắng bại, có đè bẹp được đối phương mới có thể giành phần thắng. Mà trong cuộc cạnh tranh khốc liệt như thế, gốc không vững thì người ta mới đụng vào đã đổ. Cuộc chiến trong thương mại ngày nay cũng thế. Cái gốc của cuộc đọ sức này do bốn mặt: nhân tài, khoa học, kỹ thuật, quản lý, giáo dục tạo nên. Muốn cho gốc vững phải bắt tay từ bốn mặt này, phải có những nhân tài số một chủ quản về khoa học kỹ thuật và về quản lý, nếu không sẽ không thể hình thành một tập thể nhân tài lỗi lạc, sẽ khó giành được thắng lợi trong cuộc chiến thương mại trên thị trường thế giới. Bởi vì không có nhân tài hàng đầu về chủ quản, sẽ không thể vạch ra những quyết sách sáng suốt, chỉ huy cuộc chiến được chính xác. Không có nhân tài khoa học kỹ thuật hàng đầu, sẽ không sản xuất ra được những sản phẩm mũi nhọn, vừa tốt vừa rẻ để đè bẹp đối thủ cạnh tranh. Không có nhân tài quản lý hàng đầu thì sẽ không quản lý tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn, chiếm lĩnh thị trường được nhiều hơn. Có thể bồi dưỡng được đông đảo những nhân tài hàng đầu các loại như thế hay không là quyết định ở công việc giáo dục ra sao, mà muốn làm tốt việc giáo dục cũng lại cần có nhân tài về giáo dục. Không có nhân tài hàng đầu về giáo dục thì không thể đào tạo bồi dưỡng ra đông đảo nhân tài hàng đầu về các loại như thế được. Hiển nhiên, gốc trong cái gốc của cuộc chiến trong thương mại cũng là nhân tài. Nhân tài quyết định hết thảy. Dưới đây chúng ta sẽ bàn sâu về bốn mặt này. Nhân tài là then chốt. Kính thưa quý vị, thương chiến bề ngoài là cuộc tranh đua cái đẹp của hàng hóa, thực chất là sự đọ sức về trí tuệ, từ khâu chế tạo sản phẩm đến kinh doanh và ngay cả chiếm lĩnh thị trường, chẳng có khâu nào là không cần đến sự kết tinh của trí tuệ, cũng tức là kết quả vận dụng trí tuệ của các nhân tài về chủ quan, về khoa học kỹ thuật, về quản lý, vân vân. Bởi vậy, cũng có thể nói thương chiến là cuộc chiến giữa các nhân tài.
Tuy rằng các loại nhân tài trong tập thể những nhân tài tham gia thương chiến này đều không thể thiếu được, người nào cũng có tác dụng riêng của mình, nhưng thắng bại trong thương chiến thường thường quyết định ở quyết sách của người chủ quản có chính xác hay không. Họ có những điểm giống như tướng soái cầm quân tác chiến. Khổng Minh, Tào Tháo, Chu Du có thể thắng nhiều trận bởi vì họ lắm mưu lại giỏi đoán, kịp thời đưa ra những quyết sách chiến lược đúng đắn. Người chủ quản tham gia thương chiến cũng cần có thứ bản lĩnh ấy mới giành được thắng lợi. Có nhiều thí dụ thành công hoặc thất bại trong thương chiến đều nói lên tác dụng then chốt của người chủ quản tạo nên trong thương chiến. Ngay như trong cùng một xí nghiệp với cùng một loại sản phẩm do một người chủ quản bất tài kinh doanh thì gần kề mức phá sản, đổi bằng một người chủ quản sáng suốt đã có thể từ chỗ ế hàng sang đắt hàng, việc buôn bán phát đạt hẳn lên. Nhà sáng nghiệp nước Mỹ James đã làm cho công ty Remington gần như phá sản, sống lại được từ cõi chết là một thí dụ điển hình. Khi mua lại công ty này là trước đó James đã điều tra nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phát hiện ra dao cạo râu chạy điện của công ty này là khá nhất so với các sản phẩm cùng loại lúc bấy giờ. Tiêu thụ không tốt là do nhân viên quản lý không giỏi về kinh doanh, không hiểu cách bán dao cạo râu như thế nào. Cho nên, tuy có dao cạo râu chạy điện thật tốt, cạnh tranh không nổi với loại dao cạo râu chưa hẳn đứng hàng đầu của các hãng khác để cho họ lũng đoạn thị trường mặt hàng này. Thế là, ngay như công ty này bị lỗ tới 30 triệu đô la, James cũng hạ quyết tâm đi vay nợ mua lại công ty này với giá 25 triệu đô la. Cùng một lúc với việc cải cách chỉnh đốn những mặt tồi tệ tồn tại trước đây của công ty Remington, cũng như xây dựng lòng tin cho toàn thể cán bộ công nhân viên tìm mọi cách hạ giá thành sản phẩm của dao cạo điện. Người chủ quản trước đây của công ty này cho rằng trong thị trường có hạn của sản phẩm này, chỉ có nâng giá hàng mới có thể nâng mức doanh thu lên cao nhất. James cho rằng tư tưởng tiêu thụ đó là sai lầm. Ông bèn cho dừng loại dao cạo râu giá 34,95 đô la lại, đưa ra loại dao cạo râu ba đầu vừa hợp túi tiền vừa dễ sử dụng với giá chỉ có 19,95 đô la. Loại sản phẩm mới này vừa tiêu thụ thử lập tức gây nên sự xôn xao trong thị trường dao cạo râu. Tiếp sau đó, ông mở rộng hành lang tiêu thụ ở nhiều nơi trên thế giới, rồi tự lên đài truyền hình, quảng cáo rầm rộ, làm cho dao cạo râu ba đầu của công ty Remington nổi tiếng toàn cầu và khiến cho nguồn tài chính của công ty cũng tăng lên rõ rệt. Biện pháp mà James làm cho công ty này sống lại được chẳng qua là sáng tạo ra mặt hàng mới, vừa đẹp, giá lại rẻ, tổ chức được một tập thể con người phấn đấu không mệt mỏi, tiến hành hoạt động quảng cáo và tiêu thụ thật tốt đẹp. Nhưng tác phong mạnh dạn và tỉ mỉ của James là vấn đề mấu chốt để giành thắng lợi. James đã mạnh dạn dám mua lại một công ty đang sắp phá sản, mắc nợ tới 30 triệu đô la như thế, là trên cơ sở ông đã nắm được toàn bộ tình hình của công ty này. Đặc biệt là ông đã phát hiện thấy dao cạo râu chạy điện của công ty này khá nhất và cho rằng qua việc cải tiến về sản phẩm và cách tiêu thụ thì tiền đồ phát triển rất là bao la. Thế nhưng nếu James chỉ là một người nhút nhát, chỉ biết thận trọng từng ly từng tí một thì không dám mạo hiểm tới mức liều lĩnh như vậy được. Người Nhật Bản trong thương chiến luôn giành được thắng lợi, tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, cũng chính vì Nhật Bản có đông đảo những nhà doanh nghiệp kỳ tài. Hãng Honda nổi tiếng về chế tạo xe gắn máy nhanh nhất. Năm 1953, ông chủ hãng Honda đi xem cuộc đua xe gắn máy ở Anh, nhìn thấy loại xe gắn máy 250cc 35 mã lực. Mà lúc đó hãng Honda sản xuất ra xe 250cc mới chỉ có 13 mã lực. Nếu đem so sánh về tốc độ thì lạc hậu rất nhiều,
Lúc đó ông vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa thấy tủi nhục vì lạc hậu. Về đến Nhật Bản, ông lập tức thành lập và tự lãnh đạo một bộ phận nghiên cứu, đã nghiên cứu và chế tạo ra loại xe máy còn nhanh hơn xe cùng loại của nước Anh. Qua sự cố gắng liên tục, ông đã thành công. Xe máy của hãng Honda chế tạo đem dự thi được hết giải quán quân này đến giải quán quân khác, cho nên tiếng tăm lừng lẫy, thị trường tiêu thụ cũng mở rộng. Với thời gian chưa đầy 10 năm, hãng Honda đã vươn dậy thành một đơn vị sản xuất xe gắn máy lớn nhất trên thế giới. Yêu nước, dám nghĩ, dám làm, đó là cá tính của ông chủ hãng xe máy Honda. Vừa biết rằng xe máy chế tạo ra có tốc độ lạc hậu hơn so với của nước Anh, lòng yêu nước nồng nàn và ý nguyện sáng tạo trong ông đã được khơi dậy mạnh mẽ. Thế là lăn vào làm với một dũng khí bất chấp mọi sự, cuối cùng đã đạt được mục đích. Lúc ấy, xe máy do Nhật Bản sản xuất ra về tốc độ so với của nước Anh có một khoảng cách xa như thế, ông chủ hãng Honda không có một dũng khí bất chấp mọi sự như thế thì không dám đứng ra thách thức với nước Anh. Những nhà doanh nghiệp cự phách khác của nước Nhật cũng chính vì có tinh thần yêu nước, dám nghĩ, dám làm, dám thách thức với ngành cơ khí chế tạo, ngành đóng tàu, ngành xe hơi, ngành điện, ngành xây dựng, vân vân trên thế giới. Do người Nhật Bản vừa có dũng khí bất chấp mọi chuyện, lại vừa có đầu óc khoa học, sáng tạo, và họ đã thắng. Có nhiều nhà doanh nghiệp gốc Hoa có danh tiếng trên trường quốc tế thì lại bằng tài trí và dũng khí của mình đương đầu với thế giới ở các nước, với hai bàn tay trắng, đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn cho tới mức giàu nhất nhì thiên hạ. Tổng giám đốc công ty máy tính điện tử Vương Gia Liêm là một nhà doanh nghiệp như thế. Công ty máy tính điện tử mà ông chủ trì đã đứng vị trí dẫn đầu thế giới về mặt số lượng tiêu thụ máy tính điện tử cá nhân. Mức doanh tiêu hàng năm đã vượt quá 1 tỷ đô la. Đầu năm 1970, Vương Gia Liêm đã dự đoán được thị trường tiêu thụ phần mềm của máy tính điện tử có một tiềm lực lớn lao vô cùng. Ông đã đề nghị với ngành phục vụ về máy vi tính của Mỹ tại nơi đó hợp tác với một công ty máy vi tính của Thụy Sĩ, thành lập chi nhánh của công ty ở Mỹ, đưa ra tiêu thụ chi tiết phần mềm do mình thiết kế ra. Nhưng đề nghị đó của ông không được ông chủ ủng hộ. Thế là ông bỏ cơ sở này, tự mình hợp tác kinh doanh với công ty Thụy Sĩ đó. Chi tiết phần mềm CA Short rất được hoan nghênh, tiêu thụ rất tốt. Sau này ông dùng số tiền lãi thu được từ năm 1976 đến năm 1980 mua lại toàn bộ quyền cổ phần, kinh doanh độc lập. Năm 1985, ông dùng 25 triệu đô la mua đứt hãng CGA bởi vì ông đã thấy hãng này sản xuất một chương trình bộ nhớ an toàn, gọi là cơ mật tối cao. Các hãng máy vi tính khác đều chê cười ông rằng mua với giá đó là đắt quá. Nhưng mới chỉ một năm bán ra sản phẩm này, ông đã thu lời 36 triệu đô la. Vương Gia Liêm đã dựa vào tài năng buôn bán hơn người như thế, không ngừng mua vào và khai thác thêm sản phẩm mới, đồng thời thiết lập mạng lưới tiêu thụ và phục vụ sản phẩm phần mềm hiệu suất cao, làm cho hãng vi tính trưởng thành nhanh chóng, tạo nên một vương quốc doanh nghiệp lớn lao và nguồn của cải lớn kinh người. Người sáng lập ra tập đoàn doanh nghiệp Chí Chính ở Singapore là Tạ Kiệt Lập, được người ta gọi là ông chủ của các ông chủ lớn, đã phát tài bằng nghề mạnh dạn mua lại các xí nghiệp phá sản. Công ty MPH là một công ty xuất bản cỡ bự do kinh doanh đình đốn, cho đến những năm 70 đã gần như phá sản. Năm 1972, Tạ Kiệt Lập với tầm nhìn độc đáo đã mua lại công ty này. Với sự suy nghĩ và kinh doanh của ông, không lâu sau, chính công ty sắp sửa bị phá sản này đã được cải tử hoàn sinh như một kỳ tích. Đến bây giờ, đã trở thành một doanh nghiệp lớn, rất có danh vọng. Tiếp sau đó, ông lại đi mua những xí nghiệp đang có nguy cơ sập tiệm.
như trong vòng một tuần sau khi mua lại công ty MPH kể trên, ông đã mua lại ba doanh nghiệp khác. Sau khi kinh doanh một thời gian, đã chuyển từ lỗ sang có lãi. Tạ Kiệt Lập giỏi kinh doanh, lại dũng cảm khai phá như thế. Chỉ trong vòng 30 mấy năm, phạm vi nghiệp vụ đã từ kinh doanh thuốc men, tạp phẩm, dần dần mở rộng sang các lĩnh vực như xuất bản, du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí, nhà đất, xây dựng, chế tạo cơ khí, chế biến gỗ, vân vân, trở thành một tập đoàn siêu quốc gia cỡ bự. Khoa học kỹ thuật là chủ lực. Kính thưa quý vị, cuộc thương chiến trong thời đại hiện nay, tuy nhiên lấy thương trường làm chiến trường, thực ra là tiến hành trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Sự thắng bại trong cuộc đọ sức này quyết định bởi lực lượng khoa học kỹ thuật thế nào. Cho nên, khoa học kỹ thuật trở thành quân chủ lực trong thương chiến. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư của thế giới nổ ra, làm cho kết cấu kinh tế ngày càng có xu hướng phát triển theo phần mềm, tín hiệu và trình độ cao. Sự cấu thành thành phẩm sản phẩm hàng hóa đã khác xưa rất nhiều. Nhà quản lý học có tiếng trên thế giới, Peter Dukuller, trong tác phẩm Hiện thực mới của mình đã chỉ ra rằng trong sản xuất công nghiệp, tỷ trọng về nguyên vật liệu và nhân công ngày càng giảm đi. Trong giá thành sản xuất ô tô là loại sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của những năm 20, 60% là vật liệu và năng lượng, nhưng giá thành sản xuất mạng bán dẫn là công nghiệp tiêu biểu của những năm 80. Nguyên liệu và năng lượng chỉ chiếm có 2%, còn ngành tin học thì hầu như không bao gồm bất kể thành phần nào về vật liệu và năng lượng theo truyền thống, mà hoàn toàn là những sản nghiệp kiểu tập trung trí thức. Điều đó nói lên rằng tác dụng quyết định của khoa học kỹ thuật đối với sức sản xuất ngày càng rõ rệt. Có thể giành phần thắng trong lĩnh vực kỹ thuật cao hay không sẽ quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một đất nước. Bởi vậy, bất kể là ở các nước Âu Mỹ, ngay từ khi còn tương đối sớm đã lấy khoa học kỹ thuật để dựng nước, hoặc là những nước mới trỗi dậy nêu ra lấy khoa học kỹ thuật dựng nước, đều đang mang hết tài lực ra phát triển kỹ thuật cao. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao chạy đua với nhau, cuộc cạnh tranh ngày càng phức tạp và kịch liệt. Để quyết một phen thắng bại với Nhật, Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật cao, chính phủ các nước châu Âu vì vậy đầu tư vào đó hàng tỷ đô la, liên kết với nhau cùng nghiên cứu. Nước Mỹ cũng cùng các nước thị trường chung châu Âu thiết lập một số liên minh kỹ thuật cao để đối phó với sự khiêu khích của Nhật Bản. Gần đây hãng Mitsubishi đã tăng cường hợp tác với hãng Bonn của Đức. Mũi nhọn của nó chĩa vào nước Mỹ. Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật cao giữa các nước phát triển ở phương Tây đã không từ một thủ đoạn nào. Mức độ kịch liệt của nó đã đạt đến trình độ cao nhất. Hiện nay, các nước và khu vực, bất kể là nghiên cứu khoa học hay cạnh tranh, mục tiêu chung của nó là nhằm trúng thị trường. Kinh phí nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các nước trên thế giới chủ yếu dùng cho nghiên cứu ứng dụng hoặc nghiên cứu thực nghiệm. Kinh phí nghiên cứu cơ sở chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Vào những năm 80, những nước phát triển như nước Mỹ, kinh phí dùng cho nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu thực nghiệm chiếm 87,5% tổng số kinh phí nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu cơ sở chỉ chiếm có 12,5%. Ở Nhật Bản, kinh phí dùng cho nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu thực nghiệm chiếm 85,9%, nghiên cứu cơ sở chỉ chiếm 14,1%. Các nước công nghiệp và khu vực mới trỗi dậy bắt đầu hình thành một xu thế giống như thế. Năm 1984, kinh phí dùng cho nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu thực nghiệm chiếm 96,6% của tổng số kinh phí nghiên cứu. Ở Hàn Quốc, kinh phí dùng cho nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng chiếm 76% tổng số kinh phí nghiên cứu khoa học. Các nước trên thế giới coi trọng nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu thực nghiệm đều là vì khai thác ra sản phẩm mới để giành được thị trường,
Sự thực quả đúng là như vậy. Tháng 8 năm 1948, Trung tâm Khai phát ứng dụng nghiên cứu khoa học của nước Anh thành lập. Nhiệm vụ của nó là phân tích cơ hội thị trường, sáng lập các khoa mục, đề tài nghiên cứu, thúc đẩy việc khám phá nghiên cứu, tăng nhanh sự chuyển hóa các thành quả, giải quyết thị trường cho các thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Kế hoạch phát triển kỹ thuật cao của Hàn Quốc coi sự nghiên cứu khám phá ngành vi điện tử và hóa chất tinh vi vốn có triển vọng tốt về thị trường và hiệu quả cao là phương hướng ưu tiên. Do tình hình hòa hoãn của cục diện thế giới, việc chạy đua vũ trang của một số nước cùng một lúc tiếp tục tiến hành trong lĩnh vực kỹ thuật cao, bên cạnh đó cũng chuyển dịch một bộ phận thành quả sang thành hàng hóa, như thành quả kỹ thuật trong kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao của Mỹ đã bắt đầu mở rộng sang công nghiệp dân dụng. Tháng 10 năm 1987, công bố hệ thống tư vấn của kho số liệu căn cứ về kỹ thuật ở một chừng mực nhất định đã mở rộng cho hơn 200 hạng mục kỹ thuật nêu ra việc phục vụ có bồi thường. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Mỹ đã coi kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao là tương lai của họ, không tiếc tiền của công sức đầu tư vào thí nghiệm các hạng mục nghiên cứu khoa học kỹ thuật của kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao. Muốn lợi dụng thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chế tạo ra những sản phẩm mũi nhọn, chiếm lĩnh thị trường, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao giữa các nước, mục đích của nó cũng là thị trường. Công ty Mitsubishi và Bon tăng cường hợp tác với nhau cũng là vì muốn phát triển thêm kỹ thuật thiết bị hàng không và vũ trụ. Mục đích của nó là ở chỗ đối phó với cục diện sản phẩm của các công ty Mỹ như công ty máy móc dùng trong thương nghiệp quốc tế, công ty thiết bị số, v.v. chiếm vị trí thống trị. Những mũi nhọn của nó cũng còn chĩa vào nước Nhật. Kế hoạch IUHK bắt đầu chấp hành từ năm 1985 đã trở thành chính sách công nghiệp đặc biệt cạnh tranh với Nhật Bản về mặt kỹ thuật cao. Hiện nay, các nước phát triển cũng như các nước và khu vực công nghiệp mới trỗi dậy đều mang hết sức mình phát triển kỹ thuật cao, khai thác sản phẩm mới để chiếm lĩnh thị trường. Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng hàng loạt biện pháp như tăng cường đầu tư, sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất, nâng cao năng suất lao động, v.v., bảo đảm làm ra và xuất khẩu được mặt hàng quả đấm. Họ đã quyết định trước hết gia tăng phát triển ngành cơ khí, luyện kim, điện, hóa chất và công nghiệp xe hơi. Doanh số xuất khẩu hàng hóa của 5 ngành công nghiệp này đã chiếm khoảng 71% tổng số xuất khẩu của Cộng hòa Liên bang Đức. Bốn con rồng có thể đứng vững để phát triển được trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này cũng hết sức coi trọng phát triển kỹ thuật cao. Vườn khoa học Tân Trúc Đài Loan, giá trị các mặt hàng như máy vi tính cấp cao, vật liệu điện tử, vật liệu siêu dẫn, máy đo chính xác, v.v. sản xuất năm 1987 đã đạt tới con số 850 triệu đô la Mỹ, trong đó có tới 70% sản phẩm là xuất khẩu. Hàn Quốc cũng bỏ ra 50% tổng giá trị sản xuất quốc dân dùng để đầu tư cho khoa học kỹ thuật cao, có kế hoạch vào thế kỷ 21 sẽ đứng trong hàng ngũ 10 nước đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật cao. Singapore và Hồng Kông cũng đang vạch ra kế hoạch mới để đầu tư mở rộng ngành khoa học kỹ thuật cao để chiếm lĩnh được nhiều hơn thị trường thế giới. Muốn phát triển khoa học kỹ thuật cao mà không có nhân tài khoa học kỹ thuật cao thì không ổn. Bởi vậy, việc tranh giành các nhân tài khoa học kỹ thuật cao ở các nước rất kịch liệt. Một khi người ta nhận thức ra được rằng sự hưng thịnh hay suy thoái của một đất nước quyết định bởi việc phát triển khoa học kỹ thuật cao như thế nào thì mới lo lắng áy náy cho việc thiếu vắng những nhân tài khoa học kỹ thuật cao. Ngay như một nước có ngành khoa học kỹ thuật cao chiếm địa vị đứng đầu như nước Mỹ cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nhân tài khoa học kỹ thuật cao. Chủ tịch Hội xúc tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến toàn nước Mỹ gần đây trong một hội nghị hàng năm của hội này đã chỉ ra rằng trong 16 năm từ năm 1995
Đến năm 2010, nước Mỹ tổng cộng sẽ thiếu 150.000 nhân tài khoa học kỹ thuật ở bậc tiến sĩ khoa học. Điều đó sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho năng lực cạnh tranh của nước Mỹ. Ông này còn nhấn mạnh, các ngành các giới trong nước Mỹ phải nhanh chóng áp dụng những hành động thực tế, gia tăng đầu tư cho việc bồi dưỡng nhân tài khoa học kỹ thuật, bởi vì việc này sẽ vô cùng quan trọng đối với sinh mạng của nước Mỹ ở thế kỷ sau. Ở nước Anh, tình trạng thiếu các nhân tài cao cấp về khoa học kỹ thuật còn trầm trọng hơn. Hội nghị các nhân tài khoa học họp tại London cách đây không lâu đã dự đoán rằng những năm 90 ở nước Anh sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng khoa học. Thí dụ Hội Khoa học Hoàng gia nước Anh vốn có tiếng tăm trên thế giới, đã có tới 250 hội viên làm việc tại nước Mỹ. Cho đến nay, đã có hàng ngàn thiết kế sư và công trình sư cao cấp ngành du hành vũ trụ nước Anh được mời sang nước Mỹ làm việc. Lại còn một số khá đông tràn sang Liên bang Đức, Thụy Sĩ, vân vân. Vì thế, các nước Anh, Mỹ, vân vân đang bằng nhiều biện pháp để bù đắp sự thiếu thốn nhân tài. Mấy năm gần đây, nước Mỹ gia tăng tiếp nhận di dân trí thức. Nước Anh và các nước tham gia khối thị trường chung châu Âu muốn đề phòng nạn chảy máu xám ra nước ngoài đã liên doanh đầu tư 160 triệu đơn vị tiền tệ hàng hóa châu Âu để xây dựng cơ sở nghiên cứu cho cộng đồng với quy mô lớn, thu hút các nhân viên khoa học kỹ thuật châu Âu vào tham gia nghiên cứu. Việc tranh giành nhân tài khoa học kỹ thuật cao đã trở nên công việc cấp bách của các nước phát triển. Quản lý là nền tảng. Kính thưa quý vị, quản lý xí nghiệp nói chung gồm có hai mặt. Một là tổ chức quản lý sức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hai là điều hòa quản lý quan hệ giữa con người với con người trong hoạt động kinh tế của xí nghiệp. Mặt thứ nhất là quản lý vật chất. Mặt thứ hai là quản con người. Mà trong hai mặt này thì quản con người là quan trọng nhất, bởi vì quản lý vật chất thế nào suy cho cùng cũng quyết định bởi quản lý con người thế nào. Mà muốn làm tốt công tác quản lý thì phải cần có nhân tài quản lý các loại khác nhau và người chủ quản cần biết phát huy tác dụng của họ. Quản lý xí nghiệp là một môn nghệ thuật cao siêu. Ở đây không có thể và không cần thiết bàn tới một cách toàn diện, mà chỉ muốn nói rõ vị trí của công tác quản lý trong thương chiến, cũng như tác dụng của nhân tài đối với công tác quản lý. Quản lý là nền tảng, quản lý không tốt thì trong thương chiến dễ bị thất bại. Có không ít nhà sáng lập đã nhằm trúng xu thế của thị trường, đưa ra những sản phẩm mới rất ăn khách, áp dụng những thủ đoạn tiêu thụ rất khéo léo, cũng có thể nổi lên được một thời, thế nhưng rồi không biết cách quản lý, cuối cùng bị đào thải. Thí dụ hãng máy tính Acerbon từng một thời bỗng nhiên phát đạt ở Mỹ, sau này bỗng mất tăm trên thị trường. Hãng này sáng lập vào năm 1981, sau đó chỉ trong vòng 18 tháng, nó đã nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp có tài sản tới 1 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng, ngày 14 tháng 9 năm 1983, doanh nghiệp này đã dựa vào chương 11 của luật phá sản, phải đi tìm người bảo lãnh. Tại làm sao mà nó lên nhanh rồi lại xuống nhanh đến thế? Ngay từ đầu những năm 70, máy tính điện tử bất kể là to hay nhỏ, giá bán đều rất đắt, chỉ có những xí nghiệp có tiền mới mua nổi. Hãng này liền thuê người thiết kế ra một loại máy tính gọn nhẹ, rất tốt và nhẹ nhàng. Trọng lượng chỉ có khoảng 10 kg, thể tích nhỏ, có thể bỏ trong ca táp, giá bán chỉ có 1.795 đô la. So với các loại máy tính khác dùng trong thương nghiệp rẻ được hàng trăm đô la, bởi vậy rất được khách hàng ưa thích, trở nên thứ hàng tôm tươi lúc bấy giờ. Năm 1982, mức tiêu thụ đạt tới 100 triệu đô la. Nhưng sau đó, cùng với sự phát triển của nghiệp vụ, mức thua lỗ ngày càng lớn. Đó là tại vì đâu? Bởi vì ông chủ hãng vốn chỉ là nhà sáng lập, chứ không phải là một chuyên gia quản lý. Bất kể về mặt hoạt động tiền tệ hay là quản lý thương nghiệp, ông ta đều không thông thạo.
chỉ biết đem hết sức ra mở rộng nghiệp vụ cho thật nhanh. Rồi do gốc vốn không vững, không xây dựng được một tổ chức quản lý cần có của một doanh nghiệp lớn, kết quả gây nên sự mất khống chế trong kinh doanh, sản phẩm tồn đọng, chi phí cho tiêu thụ quá lớn. Cũng chính vì không kiện toàn được chế độ quản lý, ngay cả bản thân hãng của mình xuất hiện sự thua lỗ cũng còn chưa rõ, không có những biện pháp đối phó kịp thời. Ngoài ra, đối với sự chèn ép của đối thủ cạnh tranh cũng đánh giá không đầy đủ, không kịp thời áp dụng công nghệ mới, cho ra sản phẩm mới để chống chọi lại. Đến khi hãng máy móc dùng cho thương nghiệp quốc tế sản xuất ra loại sản phẩm mới vừa tốt vừa rẻ, đưa ra thị trường máy tính bỏ túi rồi, sản phẩm của hãng Axopen bị thải loại. Hãng Axopen không biết mình, lại cũng chẳng biết về người, cho nên thất bại là lẽ đương nhiên. Cửa hàng chiết khấu liên hoàn KOS cũng do quản lý không tiến kịp tình hình mà bị xuống dốc. Cửa hàng này do một người Mỹ mở ra năm 1948. Lúc đầu chỉ là một tiệm bán vali nho nhỏ với một đoạn cầu thang. Do lúc đầu ông chủ cửa hiệu áp dụng biện pháp bán hàng có chiết khấu, dụng cụ gia đình và những mặt hàng tiêu dùng có độ bền lâu được bớt giá 10-40%, cửa hiệu phát triển rất nhanh. Vào đầu những năm 60, cửa hiệu trở thành hãng buôn và cứ mỗi 7 tuần lễ lại có thêm một cửa hàng mới. Trong vòng 10 năm, mức tiêu thụ từ 55 triệu đô la nâng lên tới 750 triệu. Lúc đó, được liệt vào một trong 6 hãng buôn lớn nhất nước Mỹ. Ông chủ của hãng này nắm đặc quyền của hãng như tất cả mọi sách lược về thị trường, cung tiêu cũng như các sách lược khác đều khống chế trong tay cá nhân ông. Giám đốc của hãng và các cửa hàng và các nhân viên chấp hành khác chẳng có một chút quyền hành gì. Khi hãng còn là một cửa hiệu với quy mô nhỏ thì còn quản lý được. Khi phát triển đến quy mô lớn thì không khống chế nổi, chỉ huy không xuể. Cũng do cửa hàng phát triển nhanh, không kịp bồi dưỡng cán bộ quản lý, cũng chẳng có nhân viên quản lý cấp cao, khiến cho công tác quản lý rơi vào chỗ rối loạn, đến mức các bộ phận tiêu thụ, thu mua, giao hàng và kế toán tài vụ không thể phối hợp ăn khớp được với nhau. Cũng đúng vào lúc này, thị trường siêu cấp trỗi dậy, cạnh tranh với giá thấp hơn nữa, và quản lý một cách khoa học. Hãng KOS mất thế ngày càng rõ nét. Năm 1964, hãng này thua lỗ 12 triệu đô la. Chủ hãng buộc phải ra khỏi hãng đi tìm người cứu trợ, từ đó trượt mãi và không gượng dậy được. Hãng KOS, người đi đầu thời đại về bán hàng chiết khấu, về sau chẳng qua chỉ còn cái tên lưu lại trong trí nhớ mọi người mà thôi. Đại phàm là những xí nghiệp có chút thành công đều có liên quan đến sự khéo léo trong quản lý. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty điện thông dụng ở Mỹ là Jack Weyers là một nhà quản lý cự phách. Khi ông vừa nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này, cơ cấu của công ty rất cồng kềnh, điều độ không nổi. Weyers cho rằng thể chế quan liêu là một thứ tội ác bởi vì nó phân tán sự chú ý của mọi người đối với những việc quan trọng mà giảm hiệu suất lao động đi. Không có cách gì cạnh tranh mạnh mẽ được với đối thủ. Thế là ông bước vào chỉnh đốn, cắt giảm bớt 10 vạn người làm thuê, tương đương với 1/4 số người trong công ty. Mặt khác, bàn bạc đúng mức với người làm thuê, bỏ bớt những cuộc hội nghị, hội thảo, báo cáo, thỉnh thị không cần thiết và những trình tự phiền hà. Ngoài ra, ông còn tăng cường thường xuyên đi sâu đi sát, trực tiếp trò chuyện và tìm hiểu tình hình với công nhân. Một năm gặp gỡ tới hàng ngàn lần, bao gồm cả những người bị sa thải hoặc được đưa lên làm giám đốc. Ông nhấn mạnh rằng, ngày nay giữa lúc thị trường thế giới cạnh tranh kịch liệt, hiệu quả cao là yếu tố hết sức quan trọng trong cạnh tranh và cho rằng chậm trễ đưa ra một quyết định, dù có chính xác thì kết quả cũng chẳng khác gì đưa ra một quyết định sai lầm. Ông còn cho rằng tất cả mọi tư tưởng và biện pháp trong quản lý đều là vì một mục đích, tức là nắm vững vận mệnh mình.
muốn nắm chắc được vận mệnh của mình trong cái thị trường thế giới biến hóa khôn lường này, thì phải nâng cao hiệu suất lao động mới có khả năng giảm được giá thành để cạnh tranh được với thị trường thế giới. Mà mấu chốt của việc tăng trưởng hiệu suất sản xuất là giải phóng lớp cán bộ quản lý trung gian, giao cho họ nhiều quyền lực hơn nữa. Muốn nắm vững được vận mệnh của mình, cần phải có chiến lược phát triển của mình. Nhưng loại chiến lược này không phải là thứ kế hoạch hành động lâu dài, cố định, mà tùy theo sự thay đổi của hoàn cảnh, không ngừng được diễn tiến và kéo dài. Tư tưởng quản lý xí nghiệp của Weyers rất có đất sống. Nó cũng là sự tổng kết kinh nghiệm quản lý xí nghiệp. Tổng giám đốc hãng Pepsi lại rất chú trọng khai thác nhân tài trong công tác quản lý xí nghiệp. Ông đã bỏ ra 40% thời gian làm việc của mình để nghiên cứu vấn đề con người. Mỗi năm bỏ ra thời gian gần 2 tháng trời thân chinh đánh giá đóng góp thực tế của 550 giám đốc cấp cao. Ông tổng kết nguyên nhân thành công và cả thất bại của họ và giúp họ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Ngoài ra, ông còn cùng với bộ phận nhân sự bàn bạc về tiền đồ, sự bồi dưỡng, đề bạt và thải loại lớp giám đốc cấp cao. Ông cho rằng không có cái gì quan trọng hơn vấn đề này. Ông cũng mạnh dạn cất nhắc lớp người trẻ. Nếu có tài thì bất kể lý lịch thế nào, ông cũng giao cho trọng trách. Để bồi dưỡng nhân viên quản lý của hãng, ông thường để ý phát hiện những ngôi sao quản lý ở bên ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của các ngôi sao để nâng cao trình độ quản lý của toàn hãng. Đối với những giám đốc tích cực công tác và đạt hiệu quả tốt, ông đều trả lương cao, thưởng nhiều và các khoản đãi ngộ rất hậu để cho họ thấy rằng Pepsi khác với mọi người để mà tăng thêm niềm tự hào. Về vấn đề này, chủ hãng Pepsi đã chỉ ra rằng đó là nhu cầu về tinh thần của mọi người đối với địa vị và sự tôn nghiêm. Chúng ta là một công ty hàng đầu, có những con người hàng đầu. Do người lãnh đạo của công ty điện thông dụng và hãng Pepsi coi trọng quản lý, giỏi quản lý nên nền tảng của công ty vững chắc, chịu đựng nổi sự chèn ép trong cạnh tranh, mãi mãi đứng ở thế, không chịu thua ai, không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành những công ty hàng đầu của thế giới. Việc quản lý xí nghiệp của các nước và khu vực ở phương Đông tuy học tập Âu Mỹ nhưng lại có đặc điểm của nó, tức là đều xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa tập đoàn, không giống như Âu Mỹ xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa cá nhân, lấy cái tôi làm trung tâm. Về mặt này, Nhật Bản là nước vốn có tính tiêu biểu. Thể chế quản lý của họ là thực hành phân quyền kinh doanh dưới sự quản lý tập trung. Loại thể chế này yêu cầu xí nghiệp trong quản lý kinh doanh phát huy đầy đủ sức mạnh của tập đoàn, bảo đảm sự nhịp nhàng trong nội bộ tập đoàn, yêu cầu mỗi thành viên đều tham gia kinh doanh xí nghiệp, thực hiện quản lý kinh doanh từ dưới mà lên, bởi vậy áp dụng mọi biện pháp phát huy đầy đủ nhân tố tích cực của tất cả mọi thành viên trong nội bộ tập đoàn, làm cho mục tiêu cá nhân của mỗi người với mục tiêu của toàn thể thành viên trong xí nghiệp chan hòa với nhau là một và thường xuyên nuôi dưỡng cho các thành viên ý thức tập đoàn. Thí dụ như hãng Sony quy định cho gần 9 vạn công nhân viên trước của mình trước khi làm việc phải đọc lên một câu tâm niệm như sau: chỉ có thông qua sự hợp lực và hợp tác của mỗi thành viên trong hãng mới thực hiện được tiến bộ và phát triển. Bởi vậy, khi mỗi người chúng ta bỏ sức ra không ngừng cải tiến công tác của hãng, đều phải luôn ghi nhớ điều này. Mục đích của nó là ở chỗ là xây dựng quan niệm vận mệnh của hãng cùng mất hoặc còn với vận mệnh của toàn thể công nhân viên. Một số xí nghiệp ở Hàn Quốc cũng chú trọng phát huy tính tích cực tham gia quản lý của toàn thể công nhân viên chức, ví như 5 tập đoàn tài phiệt lớn như Samsung, Daewoo, Hyundai, Lê Si Jin Sung và Sen Trinh đều có thiết lập hòm thư góp ý căn cứ vào tác dụng lớn hoặc nhỏ của những đề nghị của công nhân để phân cấp, để trao tiền thưởng,
nhằm phát huy đầy đủ tài trí và sự thông minh của toàn thể công nhân viên. Để động viên công nhân viên góp ý kiến, các tập đoàn đều tìm đủ mọi cách. Như tập đoàn Daewoo, ngoài việc treo hòm thư góp ý, còn đặt điện thoại góp ý để cán bộ công nhân viên vừa chợt nghĩ ra ý gì hay có thể lập tức nêu ra qua điện thoại để tránh bị lãng quên hoặc bỏ sót bất cứ một đề nghị có giá trị nào. Sentinel là một tập đoàn có cách làm độc đáo hơn. Nếu như đề nghị của một người hoặc một vài người được chấp nhận, như là cần kinh doanh độc lập, sẽ cấp vốn cho cá nhân người đó, tự mình hoặc rủ nhau nhập bọn cùng phụ trách kinh doanh. Tiền lãi thu được sẽ phân chia theo tỷ lệ thỏa đáng giữa cá nhân hay một nhóm người đó với công ty. Làm như vậy vừa phát huy được tính sáng tạo và tính chủ động của công nhân viên. Đối với công ty thì có lợi ở chỗ quản lý được đội ngũ công nhân viên đồ sộ đó, giảm được rất nhiều chi phí dịch vụ và chi phí quản lý. Phát động công nhân góp ý kiến đã cải thiện và nâng cao được rất nhiều trình độ quản lý xí nghiệp. Với tập đoàn Hyundai, riêng công nhân của các hãng xe hơi trực thuộc của nó, năm 1987 đã nêu ra được 80.000 đề nghị, phát huy được tác dụng rất lớn về sản lượng, chất lượng và nhất là khâu xuất khẩu xe hơi. Công nhân viên của công ty Lexi Jinsung trong mấy năm gần đây, bình quân mỗi người mỗi tháng nêu một ý kiến đề nghị. Nội dung của nó bao gồm các mặt kế hoạch, thu mua, sản xuất, tiêu thụ, đóng gói, vân vân, hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là qua việc động viên mọi người góp ý kiến, các tập đoàn tài chính có thể phát hiện và bồi dưỡng được nhiều nhân tài hơn. Bất kể là ở phương Đông hay phương Tây, quản lý xí nghiệp đều chú trọng và quản lý con người. Mà quản lý thì cần phải có nhân tài quản lý mới quản được tốt, chân mới đứng được vững trong cuộc thương chiến ác liệt, mới không bị người khác đánh gục. Giáo dục là mạch nguồn. Kính thưa quý vị, ở trên đã bàn, muốn giành được thắng lợi trong thương chiến, quyết định bởi các loại nhân tài. Vậy nhân tài ở đâu ra? Từ giáo dục mà ra, chỉ có làm tốt việc giáo dục, bồi dưỡng được đông đảo nhân tài có trí tuệ, có kỹ thuật mới có thể tham gia cuộc thương chiến, đẩy nhanh sự phồn vinh của nền kinh tế của đất nước. Trí tuệ và kỹ thuật quan trọng như thế là do thời đại hiện nay quyết định. Hiển nhiên, theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật cao, không thể chỉ dựa vào cơ bắp để kiếm ăn, mà phải kiếm ăn cả bằng cơ bắp và suy nghĩ. Như thế đời sống mới tươi đẹp lên được. Việc phát triển kinh tế trong tương lai, mấu chốt không còn là dựa vào mỏ than hay gang thép, cũng không phải là vốn liếng, mà là giáo dục. Ngày nay trên thị trường thế giới, cuộc thương chiến ngày thêm dữ dội, yêu cầu các loại khoa học kỹ thuật cao để khai thác các sản phẩm mũi nhọn, thủ đoạn kinh doanh cũng cần phải phối hợp với khoa học kỹ thuật cao. Nếu không giáo dục, đào tạo ra những nhân tài thích ứng với tình hình này, thì không thể nào chiếm được ưu thế trong cạnh tranh thị trường, thậm chí có khi còn chịu thất bại. Nói cách khác là làm cho nền kinh tế của một đất nước trượt xuống dốc. Lịch sử đã chứng minh trước đây, các quốc gia công nghiệp Âu Mỹ phát triển được nhờ giáo dục. Hiện nay, cuộc vươn dậy của Nhật Bản và bốn con rồng cũng nhờ giáo dục, do giáo dục đã đào tạo ra đông đảo nhân tài. Khi những sản phẩm lao động tập trung mặt ưu thế, thì lập tức có thể chuyển ngay sang sản xuất sản phẩm trí tuệ hoặc kỹ thuật tập trung để chiếm lĩnh thị trường, tiếp tục đẩy nhanh kinh tế phát triển. Giáo dục bất kể hiện tại hay trong tương lai đều chiếm địa vị vô cùng quan trọng. Giáo dục thế nào cũng sẽ quyết định vận mệnh của đất nước như thế. Thế nhưng, nền giáo dục của các nước trên thế giới hiện nay đều có nhiều vấn đề. Ví như số người mù chữ ngày một gia tăng, chẳng những ở các nước đang phát triển mà ngay cả những nước phát triển cũng thế. Ở các nước Âu Mỹ,
tỷ lệ người mù chữ cũng chiếm 10 đến 15% tổng dân số, mà số người lớn mù chữ trên toàn thế giới có tới gần 1 tỷ người. Ngoài ra, việc đào tạo nhân tài kỹ thuật phổ biến là không đuổi kịp nhu cầu khách quan. Đối với vấn đề này, có khá nhiều quốc gia đã có phần chú ý. Còn một số nước, nhất là ở các nước đang phát triển, chưa được chú trọng đúng mức hoặc chưa được lo nghĩ tới, chưa nhận thức ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nguy cơ giáo dục ở nước Mỹ đã âm ỉ từ những năm 70, gần 20 năm nay ngày càng trầm trọng. Bởi vậy, ngay từ năm 1983, chính phủ Mỹ đã báo động trước nhân dân cả nước, quốc gia nguy cấp, và phát động phong trào cải cách giáo dục trong cả nước. Cựu Tổng thống Mỹ Bush cho rằng giáo dục là khâu then chốt để nâng cao sức cạnh tranh của dân tộc, là khâu then chốt tăng cường tinh thần cho nhân dân Mỹ. Khi vừa lên nhậm chức, ông đã tuyên bố sẽ là một tổng thống giáo dục và duyệt thêm kinh phí giáo dục. Kinh phí giáo dục của nước Mỹ tài khóa 1989-1990 so với tài khóa trước tăng 23 tỷ đô la, đạt tới mức kỷ lục là 353 tỷ đô la. Khoản kinh phí này chiếm 6,8% giá trị tổng sản phẩm quốc dân so với dự toán ngân sách quốc phòng tài khóa 1990 do cựu Tổng thống Bush thông qua là 303 tỷ đô la, cao hơn vừa đúng 50 tỷ đô la. Có thể thấy rằng chính phủ Mỹ ngay lúc ấy đã đang hết sức xoay chuyển tình trạng lạc hậu về giáo dục. Với tình hình phát triển nhanh mạnh của khoa học kỹ thuật hiện nay, để cho khả năng của nước mình có thể ứng phó với sự thách thức của thế giới trong tương lai. 2. Dùng sức mọi người, trí khôn mọi người, sức mạnh giành thắng lợi. Kính thưa quý vị, Chúa Đông Ngô thời Tam Quốc là Tôn Quyền, có một câu danh ngôn: trên đời này không có con cáo trắng tuyền, nhưng lại có áo bằng da cáo trắng tuyền, do mọi người góp sức làm ra vậy. Từ lốm đốm đến thuần một màu, không góp sức làm thì sao có được. Cho nên biết dùng sức nhiều người thì sẽ vô địch trong thiên hạ. Nếu biết dùng trí của mọi người thì không sợ cả thánh nhân. Sức mọi người và trí mọi người tùy ý của từ khác nhau, song đều hàm chứa giữa chúng lại có chỗ giống nhau. Kẻ biết dùng sức mọi người thì cũng có trí của mọi người. Biết dùng trí của mọi người thì cũng phát huy được sức của mọi người. Cho nên sức đó sẽ vô địch trong thiên hạ. Trí đó sẽ thắng được cả những thánh nhân đại hiền đại trí. Tôn Quyền được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng là một người biết dùng sức mạnh của mọi người, trí mọi người. Anh ông là Tôn Sách, biết con người này có thể cất nhắc người hiền tài, ai cũng tận tâm và tự ví mình không bị kịp, cho nên đến lúc hấp hối đã giao cho việc nước. Lúc ấy Tôn Quyền mới 18 tuổi, chưa có chiến công gì, cũng chưa có thành tích gì về chính trị, chưa gây được lòng tin với mọi người. Mà bên trong thì có Sơn Việt phản loạn, bên ngoài thì giặc Tào Ngụy đêm ngày nhòm ngó, nhưng Tôn Quyền đã làm như điều anh mình nói, có thể cất nhắc người hiền tài, cho nên ai cũng tận tâm mình, dẹp được giặc ngoài, yên được bên trong, khiến cho một vùng Giang Đông êm vững. Tôn Quyền có thể nhiều lần chống được ngoại xâm, không phải do ông ta đánh giỏi, mưu hay hơn người, mà chính vì ông biết đến sức mọi người, trí mọi người. Tào Tháo dẫn một đội hùng binh cả triệu quân đánh xuống Giang Nam. Tôn Quyền tuy bị Khẩu Minh kích cho nổi nóng, nhưng rốt cuộc vẫn dùng mưu trí của ông ta, liên minh với Lưu Bị chống Tào Tháo, giao quân quyền cho Chu Du để hiệp lực lại đánh Tào Tháo. Buổi đầu, Tôn Quyền vừa gặp Lỗ Túc đã tiếp nhận ngay sách trên giường của ông này. Trước khi xảy ra trận Xích Bích, các mưu sĩ Giang Đông thấy thế của Tào Tháo quá mạnh nên đều nhao nhao lên muốn hàng, chỉ riêng có Lỗ Túc giữ vững quan điểm: mọi người có thể hàng Tào, riêng Chúa Công không thể hàng. Và Tôn Quyền cũng tán thưởng.
đến khi Chu Du ốm chết, lệnh cho Lỗ Túc lên thay. Lỗ Túc đem hết sức ra củng cố khối liên minh Ngô Thục, khiến Tào Tháo không dám nhòm ngó phía nam. Tôn Quyền đã cất nhắc Lã Mông từ trong đám võ biển và khuyến khích cho học hành, khiến Lã Mông từ một tên võ phu tầm thường trở nên một đại tướng có tài mưu lược. Ông giao cho Lã Mông đóng quân ở Lục Khẩu để chống chọi với một tướng mà uy danh vang lừng Hoa Hạ là Quan Vũ. Sau Lã Mông dùng kế lạ, gươm không vấy máu mà đánh úp được Kinh Châu, bắt và giết được Quan Vũ. Để báo thù cho Quan Vũ, Lưu Bị dốc hết quân trong cả nước đến xâm lăng, mở màn đã thắng, thế mạnh như thác đổ, triều đình Đông Ngô nghiêng ngả. Tôn Quyền đã đề bạt Lục Tốn, một con người chưa từng có tiếng tăm, và còn lập đàn để bái tướng, giao cho giữ Thượng Phương Bảo Kiếm để tăng thêm uy thế. Chính dưới sự tín nhiệm cao độ của Tôn Quyền, Lục Tốn mới có điều kiện để làm việc, tài năng chỉ huy quân sự mới được phát huy đầy đủ nhất. Lục Tốn đã áp dụng chiến lược lùi trước phòng ngự sau, rồi chờ thời cơ phản công. Cuối cùng chỉ một nắm lửa đốt cho quân Thục hầu như cháy trụi hết. Tôn Quyền đã sử dụng bốn đô đốc nói trên ở Đông Ngô: Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông, Lục Tốn, chính là biểu hiện cụ thể của việc ông khéo dùng sức mọi người, trí mọi người. Chính vì thế mỗi lần đứng trước kẻ thù lớn, không cần đến ông phải ra trận, sau khi chọn được thống soái và giao việc cho rồi, tự mình có thể ngồi yên lo sự nghiệp và chờ tin thắng trận, làm cho Tào Tháo có mưu trí hơn người, cũng như Lưu Bị dày dạn trốn xa trường đều lần lượt trở thành bại tướng dưới tay ông. Khổng Minh có thể nói là một bậc thánh nhân đại hiền đại trí. Ông đã ước đoán rằng thiên hạ sẽ chia ba, dùng lời bẻ bọn nho sĩ, kích trí Chu Du, khéo bày không thành kế, vân vân, đã thể hiện lên sự mưu lược phi phàm của bậc thánh nhân. Bàn về trí tuệ thì vượt xa Tôn Quyền, thế nhưng làm sao mà sáu lần xuống khỏi Kỳ Sơn đều nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Điều đó ngoài những nguyên nhân khách quan, về mặt chủ quan thì chỉ vì ông không biết dùng sức mọi người, trí mọi người, mà chỉ tin có mỗi mình, không tin người khác. Việc lớn việc nhỏ đều một mình bao biện, một mình đem hết tâm hết sức, cả ngày bận đến vã mồ hôi, mà kết quả lại là sáu lần ra quân, sáu lần thua, để đến nỗi ra quân chưa thắng đã chết trước, để khiến anh hùng lệ đẫm khăn. Khổng Minh với Tôn Quyền, một người thì tài trí hơn người, không khéo dùng sức mọi người, trí mọi người. Một người không phải là mưu lược lắm, nhưng lại khéo dùng sức mọi người, trí mọi người, nên bại thắng hai đẳng khác nhau. Ngạn ngữ có câu, người khôn nghi ngàn điều tất hỏng một điều, kẻ ngu nghĩ ngàn điều tất được một điều. Nếu dùng một điều được của kẻ ngu để đánh vào một điều hỏng của người khôn, mà nhiều kẻ ngu, mỗi kẻ một điều được, tất sẽ thắng được người khôn. Người ta còn nói, ba anh thợ dày tồi cũng thắng được Gia Cát Lượng, cũng là theo lẽ đó. Muốn làm bất kể một sự nghiệp lớn nào, muốn có được hiệu quả đẹp nhất, cũng cần phải dựa vào trí mọi người, sức của mọi người. Cuộc thương chiến hôm nay cũng không phải ngoại lệ. 3. Quyết sách đúng đắn, mấu chốt giành thắng lợi. Kính thưa quý vị, quyết sách có hai loại. Một loại là quyết sách có tính toàn cuộc, một loại nữa là quyết sách có tính cục bộ. Quyết sách toàn cuộc chính xác hay không, quyết định là thắng hay bại. Quyết sách cục bộ đúng đắn hay không, đối với toàn cuộc cũng có ảnh hưởng. Ngay như quyết sách toàn cuộc đúng đắn đi nữa, nhưng nếu quyết sách cục bộ có sai lầm mà lại đúng vào khâu then chốt, sẽ làm cho toàn cuộc bị hư hại, thậm chí bị thất bại. Mới hay, quyết sách có chính xác đúng đắn hay không đối với thắng bại là vô cùng quan trọng. Sự hưng thịnh của Tam Quốc đều có liên quan đến quyết sách đúng đắn. Tào Tháo khi mới khởi sự, binh lực không mạnh, lại vì ông là cháu một hoạn quan, chưa được mọi người tin cậy, thiếu sức thuyết phục. Sau tiếp thu quyết sách, theo lệnh thiên tử
để hợp lòng mọi người của Tuân Úc rời Hiến Đế về Hứa Đô, thế là có quyền lực nắm trong tay. Trong chốc lát, từ hầu của một phương trở thành trung tâm quyền lực của cả thiên hạ. Lưu Bị, người được Tào Tháo mệnh danh là một trong hai anh hùng trên đời, lúc mới đầu cũng ăn nhờ ở đậu, chạy ngược chạy xuôi, khốn đốn tột độ. Sau thu nạp Long Trung Sách của Gia Cát Lượng, liên hợp với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo, chiếm được Kinh Châu, phía Tây lấy được Lưỡng Xuyên, cuối cùng xây dựng được nước Thục. Tôn Quyền nối nghiệp cha anh lúc mới 18 tuổi, vừa chẳng có sự tích gì về chính trị, quân sự, cũng chưa lập chiến công. Cả đời chẳng thấy có mưu lược gì ghê gớm, thế nhưng có một cái hơn người là biết dùng trí mọi người, đặc biệt là tiếp nhận sách trên giường của Lỗ Túc và những đề nghị của ông này về việc chống Tào Tháo, có tác dụng mấu chốt đối với việc củng cố chính quyền cho nước Ngô. Những quyết sách của ba nước kể trên đều là những quyết sách có tính toàn cuộc. Vì nó đúng đắn nên cả ba nước đều thu được thắng lợi có tính quyết định. Quyết sách có tính toàn cuộc đương nhiên là quan trọng. Quyết sách cục bộ cũng quan trọng không kém. Sau khi Tào Tháo dẹp bằng các anh hùng ở phương Bắc, đã giấy quân đánh xuống phía Nam, phá được Kinh Châu, thuận dòng sông đánh xuống phía Đông để thống nhất thiên hạ. Từ quyết sách chiến lược mà nói, chẳng có gì khác phải bàn. Thế nhưng, thất bại ở Xích Bích là bại do sai lầm về chiến thuật, chiến dịch, như đã trúng kế phản gián của Chu Du mà chém lầm mất hai viên đô đốc Sái Mạo và Trương Doãn, cũng như trúng kế liên hoàn của Bảng Thống, khổ nhục kế của Hoàng Cái, đi đến chỗ bị Hỏa Công mà tan vỡ. Thất bại ở Xích Bích khiến cho ý đồ lớn lao thống nhất thiên hạ của Tào Tháo tiêu tan như bọt xà phòng. Lại như Long Trung Sách của Gia Cát Lượng, chủ trương chiếm lĩnh Kinh Châu và Tây Thục để hình thành thế tấn công gọng kìm đối với Tào Ngụy, là một quyển sách chiến lược chống lại Tào Ngụy và giành thiên hạ. Nhưng do Quan Vũ sơ ý để mất Kinh Châu, đó tuy là thất bại cục bộ nhưng lại ảnh hưởng đến quyết sách toàn cuộc. Thế tấn công gọng kềm cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Nước Thục từ đó trượt từ đỉnh cao trượt xuống, không gượng được dậy, ngày càng xuống dốc. Đi sâu vào bàn về điều kiện khách quan và chủ quan hình thành quyết sách đúng đắn hoặc sai lầm của ba nước, cũng như những bài học trong khi quán triệt, chấp hành những quyết sách này là có thể vay mượn được ít nhiều ở những quyết sách đó. Quyết sách đúng đắn của ba nước đều là do phân tích được hình thế khách quan một cách chính xác và căn cứ tình hình thực tế nội bộ nước mình mà đưa ra. Như Tuân Úc sở dĩ đưa ra quyết sách thừa lệnh thiên tử để lấy lòng mọi người, vì do lúc đó quân phiệt hỗn chiến, trăm họ lầm than chết đói đầy đường, lòng dân chán ghét loạn lạc muốn bình an. Nhà Hán tuy suy yếu nhưng do ảnh hưởng tư tưởng chính thống, người nhớ về nhà Hán vẫn còn nhiều. Nếu như phất được ngọn cờ ủng hộ nhà Hán, tiến hành cuộc chiến tranh để thống nhất thiên hạ là có thể làm nên chuyện. Lúc đó Hán Đế mắc nạn ở Lạc Dương, Tào Tháo đóng quân ở Sơn Đông. Quân khỏe ngựa hay, tiện gần đó đem quân hộ giá quả là một cơ hội tốt. Bởi vậy, Tuân Úc mới đề nghị. Nay thiên tử đang gặp nạn, tướng quân hãy nhân lúc này đem nghĩa binh phụng thiên tử để lấy lòng tin mọi người. Long Trung Sách của Gia Cát Lượng cũng có căn cứ là Tào Tháo có hàng triệu quân không thể đương đầu. Tôn Quyền đang chiếm Giang Đông, đất hiểm, dân thuận, có thể dùng để hòa hoãn mà không thể chiếm được. Mà Lưu Bị lúc đó đang không có một tấc đất cắm rồi, cần phải xây dựng được căn cứ địa rồi mới chiếm thiên hạ được. Có điều lúc đó có chiếm được cũng chỉ là Kinh Châu và Ích Châu. Kinh Châu thì là đất dụng võ, Ích Châu hiểm trở xa xôi, là nước của thiên phủ. Đợi thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển Lạc, còn tướng quân thì đem quân Ích Châu tiến ra Tần Xuyên, nhất định trăm họ phải cơm nắm cơm đùm đến đón tướng quân. Được như thế nghiệp lớn mới thành, mới mong khôi phục được nhà Hán. Sách trên giường của Lỗ Túc cũng căn cứ vào tình thế bên trong bên ngoài của Đông Ngô lúc đó mà vạch ra. Ông cho rằng nếu bàn theo tình hình lúc ấy, chỉ có một cách đứng vững ở Giang Đông, xem thiên hạ khiêu khích nhau,
Nay thừa lúc phương Bắc nhiều vụ việc, hãy trừ Hoàng Tổ, đánh dẹp Lưu Biểu, cố thủ dọc Trường Giang, sau đó dựng hiệu đế vương để giành thiên hạ. Đó là sự nghiệp của Cao Tổ vậy. Những quyển sách nói trên của Tuân Úc, Gia Cát Lượng, Lỗ Túc đều từng cái một phù hợp tình thế lúc đó của Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Và cũng như vậy, quan trọng là ở chỗ Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền lúc ấy đều là những anh hùng cái thế, cho nên mới chấp nhận và làm theo. Thế nhưng, sự thất bại của Tào Tháo ở Xích Bích, sự mất thành ở Kinh Châu của Quan Vũ thì ngược lại hoàn toàn. Nhận thức đối nội, đối ngoại của Tào Tháo đều sai lầm, như việc đánh giá không hết mưu trí của Chu Du, của Gia Cát Lượng, thiếu nhận thức với những vấn đề như lính tráng miền Bắc, không quen thủy chiến, không quen thủy thổ, vân vân, cho nên đã đưa ra quyết sách sai lầm. Còn Quan Vũ thì vì tự cao tự đại một cách mù quáng, coi khinh Tào Ngụy, lại càng chẳng coi Tôn Quyền ra cái gì, thế là ra trận với hai quả đấm, quên khuấy cả phương châm tám chữ của Gia Cát Lượng là Bắc chống Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền. Đồng thời, đối với những nhân tố phản biện tồn tại trong nội bộ, Quan Vũ lại chẳng hề mảy may hay biết việc ông ta thua phải chạy ra Mạch Thành, cuối cùng bị bắt rồi bị giết. Thiết tưởng đó cũng không phải là việc ngoài ý nghĩ của mọi người. Từ những điều nói trên mới thấy được rằng muốn có một quyển sách đúng đắn thì cần phải, một là phải xem xét và đánh giá tình thế khách quan có liên quan một cách đúng đắn, hai là phải xuất phát từ thực tế của chính mình, ba là hạt nhân lãnh đạo phải là người nhiều mưu trí và giỏi phán đoán. Ba điểm này có thể coi là ba bí quyết để vạch ra quyết sách. Muốn đưa ra bất kể một quyết sách gì, ba bí quyết này không thể thiếu một cái nào. Quyết sách trong thương chiến cũng không phải ngoại lệ. Căn cứ vào đó, kết hợp kinh nghiệm thành công của Nhật Bản và bốn con rồng, ta thử bàn với nhau xem làm thế nào để nêu ra được quyết sách trong thương chiến.